Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 167 của bộ truyện Tiên Hiệp dài tập đặc sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy mất chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 167 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại kể đến thế giới vô hoang liên tục xuất hiện ba vị thiên đế, Hạo Thiên, Thanh Đế và Hiên Viên. Trong đó, Hiên Viên Thiên Đế là sau cùng. Sau Hiên Viên Thiên Đế, thế giới vô hoang liền im lặng, bắt đầu sự thống trị hơn 10 vạn năm của triều đại Đại Chu. Đại Chu Hoàng Triều bị diệt lại có gần 10 vạn năm nữa. Thời kỳ dài đằng đẵng 20 vạn năm này, thế giới vô hoang chỉ xuất hiện hai vị cường giả là Chu Vũ Mục Vương và Tổ sư Chu Thiên Tinh Cung. Chu Vũ Mục Vương được xưng là vô hoàng mạnh nhất trong lịch sử, mà Tổ sư Chu Thiên Tinh Cung lại có địa vị bất phàm trên thiên giới. Về phần các vô hoàng khác, tuy rằng cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng có tiếng tăm thì ít ỏi, chẳng có mấy. Sở dĩ thế giới vô hoang xuống dốc như vậy hẳn là có thể liên quan đến những gì Hiên Viên Thiên Đế đã làm. Vị thiên đế này có lẽ không phải là vị thiên đế mạnh nhất trong lịch sử, nhưng mưu lược thủ đoạn của ông lại làm cho người ta không thể sánh bằng. Trong khoảng thời gian ông ta thống trị 3.000 thế giới Thái Bình, phần lớn là con cháu ông ta thống trị. Tỷ như thế giới vô hoang, đầu tiên có huyết mạch của Chuyên Húc Thần Vương thành lập Đại Hạ. Sau có huyết mạch của Đế Khốc Thần Vương thành lập Đại Thương. Mãi vẫn không thể thoát khỏi sự khống trị, khống chế của vị thiên đế này. Ngoài ra, Hiên Viên Thiên Đế chắc chắn là cực kỳ kiêng kỵ thế giới vô hoang. Ông ta thân là thiên đế, nên đương nhiên biết rõ thế giới vô hoang là nơi tụ hội của 3.000 thế giới. Thanh Đế và Hạo Thiên Đại Đế đều sinh ra từ nơi này, mà ông cũng dùng số mệnh tụ tập 3.000 thế giới ở thế giới vô hoang này mới có thể xây dựng được nền tảng cho thiên đế. Nếu trong lúc ông thống trị kia, ở trong Đế Hưng Chi Địa lại có một tên yêu nghiệt như Thanh Đế sinh ra, chưa chắc đã không như Thanh Đế nghịch hành phạt thiên, uy hiếp đến địa vị của ông. Cho nên khi ông ta đi lên ngai vàng thiên đế không lâu, khai quốc hoàng đế Vũ Hoàng của Đại Hạ đã dùng chiến lục địa ở thế giới vô hoang luyện chế ra kiều đỉnh, phá đi số mệnh của Đế Hưng Chi Địa. Có lẽ là 60-70 vạn năm sau, khi Vũ Hoàng chết, không hề có ai hoài nghi kiều đỉnh của Hạ Gia không phải là bảo vật chấn áp vô hoang, mà là bảo vật dùng để phá số mệnh của Đế Hưng Chi Địa. Nếu không phải Diệp Húc ở trên nơi vô cực quan sát đến cảnh tượng 3.000 thế giới, thì cũng sẽ không nghĩ đến điểm này. Loại thủ đoạn này của Hiên Viên Thiên Đế có thể nói là linh dương quải giáp, làm cho người ta không thể tìm được dấu vết, không thể không làm người khác bái phục. Đã như vậy, để ta trùng luyện 9 tòa đại lục kia, làm cho thế giới vô hoang khôi phục 3.000 đại lục, để xem Đế Hưng Chi Địa rút cuộc là bị Hiên Viên Thiên Đế giấu ở nơi nào nào. Linh dương quải giác có nghĩa là linh dương đeo sừng. Ban đêm khi ngủ, linh dương thỉnh tìm một chạc cây cao, nhảy lên đó, dùng cặp sừng của mình móc cố định vào cành cây để ngủ, chân không chạm đất. Như vậy trên mặt đất không có dấu tích, tránh được các mối nguy hiểm rình rập linh dương. Diệp Húc lúc bấy giờ ngồi xuống, tâm niệm khẽ động, sau lưng hiện ra những cánh tay, lòng bàn tay mở ra, trong tự động sinh ra một vầng trăng sáng, lại thấy những đầu thần dương linh mạch bậc 9 hẹp dài bay ra, chui vào trong trăng. Những con cự long liên kết với nhau xây dựng nền tảng lục địa. Trùng luyện lục địa cần có pháp lực hùng hậu và khổng lồ, cho dù là pháp lực của vô hoàng cũng chưa chắc có thể luyện thành. Ứng Tông Đạo đã từng chỉ tu bổ Nam Hải Dương Châu mà đã tiêu hao 7-8 phần tu vi của hắn. Một lúc trùng luyện 9 tòa lục địa, chỉ có Diệp Húc chẳng hề để ý mà cứ thế nói ra. Lúc này cách thời vô hoàng nhân kiếp, huyết chiến giám thiên sứ, thiên đế ngã xuống và ma tông thuyết pháp đã gần 2 năm. Tu vi Diệp Húc lại càng thêm tâm hậu, đã tiến vào nhân hoàng trung kỳ. Tu vi của hắn còn mạnh hơn Đứng Tông Đạo trước kia rất nhiều lần, chỉ riêng pháp lực đã gần đặt tới trình độ của vô hoàng. Nhưng cảnh giới hiện tại của hắn lại là nhân hoàng trung kỳ.
pháp lực toàn thân hắn trào ra, chỉ thấy mặt trăng trong lòng bàn tay kia, những nơi pháp lực chìm vào thì tự động sinh ra những vùng đất có hình dáng lục địa, tạo ra những con sông, hồ nước và dãy núi. Đây là thủ đoạn hư không tạo vật, phàm là vu sĩ đều có thể làm được. Tỉ như trong vu pháp, có vu pháp có thể dùng hư không tạo nước, tạo lửa, tạo cây, nhưng đại đa số vu pháp chỉ có thể chế tạo ra một số thứ đơn giản. Trực tiếp dùng pháp lực của mình luyện chế một tòa lục địa, loại chuyện này làm cho người ta nghĩ cũng không dám nghĩ, huống chi là luyện một lúc 9 lục địa. Hình thức ban đầu của những lục địa bắt đầu hình thành trong mặt trăng trong tay Diệp Phúc. Cùng lúc đó, từ trong ngọc lâu trên đỉnh đầu của hắn không ngừng có tiên linh khí rót vào toàn thân, liên tục bù lại tu vi tổn thất do hắn trùng luyện 9 tòa đại lục. Luyện chế một tòa đại lục tiêu hao một lượng lớn tu vi, còn khổng lồ hơn cả luyện hóa một tòa đại lục thành vu bảo. Mặc dù tu vi Diệp Phúc gần đạt tới trình độ vu hoàng, nhưng cũng không thể chịu nổi. May là ngọc thụ trong ngọc lâu của hắn nối với thiên giới, trộm tiên linh khí từ thiên giới không ngừng bổ sung tu vi. Nếu không, hắn chưa luyện ra một tòa đại lục thì đã bị hút sạch tu vi. Mấy tháng qua đi, tiên linh khí trong ngọc lâu bỗng hết sạch. Diệp Phúc khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy tu vi mình giảm mạnh. Ngọc lâu của hắn vốn còn hai thành tiên linh khí của đế tuệ, lại thêm ngọc thụ không ngừng trộm lấy tiên linh khí từ thiên giới, dự trữ nguồn năng lượng cực kỳ dồi dào, gần như có thể sánh với tu vi của đám ma hoàng kia. Nhưng liên tục mấy tháng, chỗ linh khí này đã hao hết sạch, hóa thành dưỡng liệu cho chín tòa đại lục, mà chúng còn chưa hoàn toàn định hình, còn vẫn còn xa mới đạt tới mức độ được gọi là đại lục. Thuần dương linh mạch bậc 9 toàn bộ đi ra. Diệp Phúc khẽ động tâm niệm, mấy trăm đầu thuần dương linh mạch bậc 9 tuôn ra khỏi ngọc lâu. Một cây ngọc thụ trong ngọc lâu đâm rễ vào trong đám linh mạch đó, điên cuồng hấp thu thuần dương linh khí. Ngọc lâu của hắn đã tăng lên 16 tầng, nếu tăng thêm nữa thì càng cần thêm nhiều linh mạch. Nhưng cũng may là Diệp Húc từng cướp sạch kho báu thánh ung của Hoàng U thế giới, vừa vét hơn ngàn đầu thuần dương linh mạch. Đám linh mạch đó, ngoài luyện chế hư không ngọc bội, phục hồi Hoàng Tuyển Ma Tông như cũ, bày ra 99 tổ long mạch bảo vệ đế đô Đại Tần và luyện chế 9 tòa đại lục, còn lại ước chừng hơn 700 đầu Diệp Húc không sử dụng. Hơn 700 đầu thuần dương linh mạch bậc 9 bị một phát nuôi ngọc lâu. Ngọc thụ hấp thu hơn 700 đầu thuần dương linh mạch bậc 9 lại sinh trưởng biến thành cao lâu 17 tầng, lập tức khiến Diệp Phúc cảm thấy tiên linh khí mà ngọc thụ trộm đến từ thiên giới lại càng thêm khổng lồ, gần như gấp trước mấy trăm lần. Luồng linh khí này tương đương với khả năng phun ra nút vào thiên địa linh khí cực hạn của vô hoàng đỉnh phong. Dù là đám cường giả vô hoàng đỉnh phong như đằng hầu kia cũng không phải lúc nào cũng hấp thu tiên linh khí. Tu vi của lão đạt tới đỉnh phong thì không thể tiếp tục luyện hóa tiên linh khí, mà ngọc thụ của Diệp Phúc lại không lúc nào không dắt tiên linh khí đến hội tụ vào trong ngọc lâu của hắn. Hơn 700 thuần dương linh mạch chỉ khiến cho ngọc lâu của ta mọc thêm một tầng nữa, khẩu vị của nó đúng là quá lớn rồi. Tăng lên tầng 18 thì e là không thể dùng thuần dương linh mạch được nữa, chắc chỉ có tiên linh mạch của thiên giới mới có thể cung cấp năng lượng khổng lồ như thế cho nó mà thôi. Diệp Phúc hít một hơi thật sâu, tiên linh khí cuồn cuộn như nước chen nhau chui vào trong cơ thể của hắn. Hắn khẽ phun ra nuốt vào một hơi gần như ngang với lượng linh khí phun ra nuốt vào mà nhân hoàng khác luyện hóa trong một năm, cùng cấp với năng lượng hấp thu luyện hóa khủng bố của vô hoàng kia. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Phúc tu thành nhân hoàng, tuy rằng tăng lên mỗi bước đều cần lượng linh khí kinh người, nhưng tốc độ hắn không hề chậm lại. Trong bàn tay của hắn, 9 tòa đại lục càng lúc càng lớn, càng ngày càng vững chắc. Trên đại lục, linh khí quấn quanh, có những ngọn thánh sơn tràn ngập linh khí tinh thuần. Lại hơn nửa tháng nữa trôi qua, Diệp Phúc rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. 9 tòa đại lục trong lòng bàn tay hắn cuối cùng cũng định hình hoàn toàn. Hư không tạo vật, luyện thành đại lục quả là vô cùng gian nan, Diệp Phúc thầm nghĩ. Mấy ngày nay ta lãng phí tu vi, e là có thể so với 7-8 vị vô hoàng rồi. Trong khoảng thời gian này, Phượng Yên Nhu luôn suy diễn địa điểm chính xác của 9 tòa đại lục này, lúc này cũng đã sớm suy diễn ra. Cánh tay sau lưng Diệp Phúc khẽ rung lên, chỉ thấy 9 mặt trăng kia ầm ầm vỡ nát, rồi những tòa đại lục lục địa bay ra, ầm ầm bay về phía hải ngoại, chỉ chớp mắt đã bay ra trung thổ thần châu, bay vào hải dương mênh mông bát ngát. Những đại lục này vốn được hắn cầm trong tay nên không rõ lớn bao nhiêu, nhưng lúc này thoát khỏi U Thiên Thần Vương Đồ Ách Ấn, đón gió dài ra, mỗi một lần bay mấy trăm vạn dặm lại lớn lên gấp đôi. Dần dần 9 tòa đại lục treo lơ lửng, che khuất bầu trời, chọc phá trời cao. Gần như tất cả mọi người trong trung thổ thần châu đều nhìn thấy cảnh tượng bao la hùng vĩ này. Thậm chí 9 tòa đại lục này lướt qua lục địa khác, bóng chúng còn che khuất cả lục địa bên dưới, gây ra náo loạn khá lớn. Không biết bao nhiêu vu sĩ đại vu đều bay lên đứng giữa không trung nhìn ngó. Thậm chí nhiều thánh địa cũng bị kinh động,
nhiều vị thánh chủ tay cầm cấm bảo đuổi theo chín tòa lục địa này. Nhưng chín tòa lục địa này có pháp lực của Diệp Húc chống đỡ, dù thánh chủ có tế cấm bảo lên cũng không thể nào đuổi kịp. Chỉ nhìn chín tòa đại lục kia càng bay càng xa, biến thành một chấm đen nho nhỏ. Chúng bay đi mấy ngày rồi mới tới nơi Vũ Hoàng thu nhặt Kiều Châu, luyện chế Kiều Đỉnh ầm ầm rơi xuống. Những đại lục này hạ xuống đã gợi lên những cơn sóng dữ dội cuồn cuộn mấy tháng không ngừng. Lục địa vừa mới hạ xuống, thần dương linh mạch bậc 9 xây dựng lục địa lập tức tương liên với địa khí nơi này, hòa vào thế giới Vu Hoang thành một chỉnh thể, trở thành một bộ phận của Vu Hoang, biến thành chín lục địa. Chín lục địa này xuất hiện khiến đất trời cộng minh. Lúc này tất cả sinh linh trong thế giới Vu Hoang đều cảm thấy được thế giới Vu Hoang dường như có điều gì đó khác biệt so với trước đây, nhưng khác biệt ở đâu thì không ai rõ. Diệp Phúc nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên mấy tiếng ong ong vang lên. Sau đầu hắn bỗng hiện ra tám đạo công đức kim luân. Trong lòng hắn chật động, chỉ cảm thấy một luồng công đức kỳ lạ thêm vào thân, bung xuống người hắn. Hắn luyện chế Kiều Châu, tạo phúc cho Vu Hoang. Sau này tất cả sinh linh trên chín lục địa này đều thừa nhận ân trạch của hắn. Loại công đức vô lượng này là thiện công, là hành động đại thiện. Vang một tiếng, một đạo công đức kim luân sau đầu hắn nhanh chóng đã ảm đạm xuống, cuối cùng phát ra một tiếng vang nhỏ rồi biến mất. Pang pang pang. Bảy đạo công đức kim luân còn lại cũng biến mất từng cái một. Công đức kim luân mà Diệp Húc cực khổ tu luyện đã lâu bị thiện công của hắn đoạt được khi luyện chế chín lục địa trung hòa hết sạch. Sắc mặt Diệp Húc tối sầm lại. Tám đạo công đức kim luân của hắn biến mất gần như tương đương với tám công đức của Tu Di Thần Sơn bị nước rửa sạch, hoàn toàn bị tẩy trắng. Ngay cả Chư Thiên Thần Vương công đức ấn cũng không thể dùng. Công đức nghiệp quả của ta lấy được từ giết vô số người, chỉ vì làm một việc thiện khiến chúng hóa thành hư ảo. Xem ra sau này ta không làm việc thiện thì tốt hơn. 3.000 lục địa tập hợp đủ số mệnh của 3.000 thế giới, rốt cuộc cũng có thể suy tính ra phương vị chuẩn xác của đế hương chi địa rồi. Phượng Yên Nhu hoan hô một tiếng, trong mắt nàng đột nhiên có vô số ký hiệu ẩn hiện, đột nhiên ngừng lại, tập trung vào một phương vị trong trung thổ thần châu. Diệp Húc và Phượng Yên Nhu, Tô Kiều Kiều lập tức khống chế thiên thuyền, ầm ầm phá vỡ hư không đi đến đế hương chi địa. Vị trí Phượng Yên Nhu suy tính ra kia ở trong trung thổ thần châu, nhưng nơi đó cũng khá kỳ lạ. Không ở phụ cận xung quanh hoàng thành cổ của ba hoàng triều Hạ, Thương, Chu, cũng không ở xung quanh thánh địa hay quốc đô các nước Đại Tần, Đại Hán, cũng không ở trong di tích di chỉ nào, chỉ là một vùng đất trống không đột nhiên xuất hiện. Nơi Phượng Yên Nhu chỉ quả thật là vùng đất trống không. Ở trong cẩm tú sơn xuyên đồ của Diệp Húc, vùng đế hưng chi địa này có hình dáng như một bông hoa sen đột ngột hiện ra. Điều khiến Diệp Húc cảm thấy kỳ lạ là bông hoa sen đế hưng chi địa này từ từ xoay tròn chạy xung quanh một phạm vi có hạn. Nơi đó là giao giới của ba nước Tần, Hán, Đường, gần đầm lầy Vân Mộng, cách Thiên Yêu Cung và Khoa Phụ Tộc không xa. Giao chỉ thiên thuyền dừng lại, Phượng Yên Nhu đứng ở đầu thuyền nhìn xung quanh không khỏi nghi ngờ mà nói: sao không có vùng đất đế hưng chi địa kia vậy? Tô Kiều Kiều cũng đứng ở đầu thuyền quan sát, cũng không hề nhìn thấy nơi gọi là đế hưng chi địa đâu cả, trong lòng cũng nghi ngờ vạn phần. Diệp Húc khẽ nhíu mày, tế cẩm tú sơn xuyên đồ lên, chỉ thấy đế hưng chi địa ở gần bọn họ đang từ từ di động. Chỗ đế hưng chi địa này đột nhiên xuất hiện ở ngay gần đây, chỉ là mắt thường thì không thể thấy được. Chẳng lẽ nó bị ai đó phong ấn rồi sao? Mi tâm Diệp Húc mở ra, thần thức lập tức trào qua, chỉ một thoáng liền quét qua nơi đế hưng chi địa xuất hiện một lần, thử kích động phong ấn. Nhưng hắn lại nhíu mày lại, thần thức của hắn không có kích động đến phong ấn nào, chỉ có thể nói hắn đã suy đoán sai. Trên cẩm tú sơn xuyên đồ rõ ràng đã xuất hiện vùng đế hưng chi địa có hình dáng bông hoa sen. Phượng Yên Nhu cũng đã tính toán ra phương vị chuẩn xác, không thể nào sai được, nhưng vẫn không thấy bóng dáng đế hưng chi địa đâu. Ba người suy tư thật lâu, đột nhiên Tô Cửu Kiều cười nói: có lẽ là đế hưng chi địa ở trong một không gian dưới lòng đất thế giới Vu Hoang. Có khả năng này. Diệp Húc gật đầu, đột nhiên khống chế giao chỉ thiên thuyền ầm ầm đụng vào mặt đất, từng tầng bùn đất tách ra hai bên, tiếp theo là nham thạch hỏa tương nóng bỏng. Chiếc thiên thuyền này đã xâm nhập xuống lòng đất trăm dặm, chỉ trong chớp mắt tiếp tục chạy xuống dưới. Sau một lúc lâu, giao chỉ thiên thuyền lại từ dưới lòng đất phóng lên cao. Tô Kiều Kiều thì mặt đầy xấu hổ, hiển nhiên là vẫn chưa tìm thấy tung tích đế hưng chi địa. Xem ra lòng đất cũng không có, như vậy thì chỉ có một nguyên nhân: đế hưng chi địa và thế giới Vu Hoang không ở trong cùng một không gian. Linh quang chợt lóe lên trong đầu Diệp Húc, hắn cười nói: đế hưng chi địa và thế giới Vu Hoang không ở trong cùng một không gian, bởi vậy chúng ta không thấy được nó. Không ở trong cùng một không gian, loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Tỉ như Bắc Hải bí cảnh,
vì là mảnh vỡ của Thái Hoàng Thiên trong Tam Thập Tam Thiên Viễn Cổ. Tòa bí cảnh này không ở trong cùng một thời không với thế giới Vu Hoang, cho dù gần ngay trước mắt cũng không thể nào nhìn thấy, chỉ có vượt qua hàng rào không gian kia thì mới có thể thấy được hình dáng bí cảnh. Bí cảnh này cứ cách 500 năm lại được cự thú viễn cổ kéo từ thời không xa xôi tới, va chạm vào thế giới Vu Hoang, đánh vỡ hàng rào khiến cho nó xuất hiện. Lúc trước Diệp Húc chạy ra khỏi Bắc Hải bí cảnh, có quay lại nhìn thì chẳng hề thấy cái gì cả, chỉ nhìn thấy thông đạo mà đám người Nghệ Hoàng, Hàn Trác và Thiếu Khang đánh xuyên hàng rào bí cảnh rồi để lại. Đế Hưng Chi Địa hẳn cũng là một nơi như thế, thậm chí có thể là một bí cảnh. Xem ra chỉ có khả năng này thôi. Phượng Yên Nhu gật đầu liên tục cười nói, phá vỡ hàng rào thế giới cần pháp lực của Vu Hoàng, nhưng giao chỉ thiên thuyền hoàn toàn có thể xuyên qua hàng rào hư không. Diệp Húc khẽ động tâm niệm khiến cho giao chỉ thiên thuyền xuyên qua bất định hư không, chạy qua chạy lại phá vỡ một đám không gian, cố gắng tìm kiếm con đường vào Đế Hưng Chi Địa. Thiên thuyền đánh xuyên qua hàng rào một đám thế giới, giáng đến thế giới khác, lập tức lại xuyên lại xuất hiện ở thế giới Vu Hoang. Cứ liên tục đánh xuyên qua hàng rào thế giới đi đến thế giới Vu Hoang, đột nhiên cách đó không xa hàng rào thế giới lại vỡ ra, một con thiên thuyền lái vào trong Xích Đế Ma Giới. Ma Tôn, sao lại là ngươi? Ở đầu thuyền, Diệp Húc nói với vẻ không vui. Xích Tuyên Ma Tôn giận dữ giơ một trường chụp tới, thế nhưng thiên thuyền đã sớm rời đi, chỉ nghe một tiếng ngầm vang lên, hàng rào thế giới bị một trường của y đánh cho vỡ tung. Tên tiểu tử Tây Hoàng Công này đang giở trò quỷ gì thế này? Xích Quyên Ma Tôn tò mò lên tiếng. Lại là thằng nhãi Xích Quyên này, thằng nào lại xui đến vậy? Hàng rào thế giới lại vỡ ra, giao chỉ thiên thuyền vừa mới lộ đầu ra, Diệp Húc lướt xung quanh một cái rồi lập tức trở về địa điểm xuất phát. Tên tiểu tử này dám xuất hiện nữa, lão tử sẽ tát một cái cho nó lép bét ra. Xích Quyên Ma Tôn giận tím mặt, hung quang lóe lên trong mắt, thầm nói, không, không được, lão tử còn phải siêu hồn tác phách, biết được hết bí mật của hắn ta đã. Y vừa nghĩ đến đây thì nghe thấy một tiếng ngầm nữa vang lên, hư không lại vỡ ra. Hơn 10 luồng hơi thở Vu Hoàng phóng lên cao, chen nhau chui vào trong Xích Đế Ma Giới. Xích Quyên Ma Tôn vốn tưởng là Diệp Húc xuất hiện, thấy cảnh này thì không khỏi chố mắt ra nhìn. Diệp Húc điều khiển giao chỉ thiên thuyền cùng Phượng Yên Nhu và Tô Kiều Kiều liên tục xuyên qua xuyên lại. Chỉ khoảnh khắc thôi đã xuyên qua 3.000 thế giới nhiều lần, định ra từng tọa độ một để phán đoán vị trí chân chính của Đế Hưng Chi Địa. Nhưng chiếc thuyền này thật quá chói mắt, giáng lâm đến thế giới nào là kinh động cường giả ở thế giới đó, khiến cho không biết bao nhiêu Vu Hoàng bị kinh động, thậm chí không ít Vu Hoàng đến từ thiên giới tìm kiếm người đã triệu hoán ra hư ảnh Di La Thiên Địa Tháp cũng động lòng tham với chiếc thiên thuyền này, nhịn không được mà ùa ra xuyên qua hàng rào thế giới với ý định tìm kiếm một trận. Vu Hoàng nhảy vào Xích Đế Ma Giới chỉ có một bộ phận là truy tìm giao chỉ thiên thuyền, một số vị Vu Hoàng khác thì xuyên qua các thế giới khác tìm kiếm Diệp Húc. Trong những người này còn cả Ung Hoàng, Chiến Hoàng và Pháp Hoàng đến từ thế giới Huyền U. Tên khốn kiếp này chắc là đã kinh động đến tất cả Vu Hoàng trong 3.000 thế giới. Xem ra hắn không chỉ đi đến một thế giới. Xích Quyên Ma Tôn lẩm bẩm nói, có vẻ tên tiểu tử Tây Hoàng Công này choáng váng rồi, tự mình tìm chết. Chỉ riêng chức giao chỉ thiên thuyền kia sẽ khiến cho không biết bao nhiêu vị Vu Hoàng về công hắn ta. Thế nhưng mà tên tiểu tử này nhất định phải chết trong tay ta mới có thể tiêu đi mối hận trong lòng ta được. Dầm, giao chỉ thiên thuyền lại xuất hiện lần nữa. Sau thuyền một đám người theo sát, chính là Vu Hoàng các thế giới khác đuổi theo. Một kẻ cười vang nói, vị tiểu hữu kia, đạo lý mà ngọc có tối chắc là ngươi cũng hiểu chứ. Ngươi điều khiển trọng báo rêu rao khắp nơi, nhất định sẽ mang tới họa sát thân cho ngươi đấy. Hãy để bổn hoàng bảo quản thay ngươi đi. Giao chỉ thiên thuyền lại biến mất một lần nữa, khiến cho đám Vu Hoàng này nổi giận đùng đùng, ùa ùa đuổi theo. Xích Quyên Ma Tôn thấy thế cười một tiếng thật dữ tợn. Một tòa đạo môn đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy hơn 10 vị Vu Hoàng không dừng chân lại được, nhảy vào trước đạo môn bị y luyện hóa đến chết. Tây Hoàng Công là của ta, kẻ nào dám tranh với ta, ta diệt kẻ đó. Đám Vu Hoàng đều cả kinh, vội dừng bước lại, sắc mặt kịch biến. Bọn họ vốn chưa để ý đến tên ma đầu toàn thân đỏ sẫm kia, nhưng Xích Quyên Ma Tôn vừa ra tay đã biết tên giống cóc này không hề dễ chọc, tuyệt đối là nhân vật hơn cả Vu Hoàng. Thánh Hoàng ngưng tụ đạo môn, tu vi cao cường, ngay cả Vu Hoàng đều theo không kịp. Xích Quyên, người vẫn kiêu ngạo như vậy, vì huynh muốn xem người có thể diệt ta được hay không. Một thanh âm truyền đến,
Tiếp theo đó là một tòa đạo môn đột nhiên xuất hiện, đụng mạnh vào Xích Đế Ma Tôn. Hai vị thánh hoàng giao thủ khiến cho hư không dập nát không ngừng, đạo văn tràn ngập khiến cho vô hoàng không thể đến gần. Xích Đế Ma giới giống như dấy lên một trận lốc xoáy hư không, trăm vạn dặm hư không sụp xuống, ngay cả một mặt trời trên cao cũng bị lan đến, bị dư ba của thánh hoàng giao thủ này thổi bay. Đại Hắc Thiên. Xích Viên Ma Tôn thu hồi Xích Đế Ma Môn, dựng thẳng song người, sắc mặt cẩn thận. Một nam tử áo đen đi ra trong hư không, cũng có một tòa Hắc Đế Ma Môn dựng thẳng song người, cùng y ngang vai ngang vế. Nam tử áo đen này trông không hề giống nhân loại, đầu mọc đôi sừng, mũi đeo hai chiếc khoen to và sáng bóng. Toàn thân đầy lông đen, đằng đằng sát khí. Hắc Thiên lão tặc, không phải ngươi đi thiên giới hay sao? Sao còn hứng thú trở về như vậy? Xích Viên Ma Tôn cười dữ tợn một tiếng, liếm liếm môi. Nam tử áo đen kia trông như một vị ma thần, gã nhe răng nói: "Bản tọa trở về, đương nhiên là vì kẻ đã triệu hồi Thiên Đế chứng đạo chi bảo. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khác nữa, đó chính là giết tên dâm tặc dám đùa giỡn trưởng tàu nhà ngươi kia." Xích Viên Ma Tôn dùng mình một cái, sở dĩ y vẫn ở lại thế gian chính là vì vẫn còn sợ hãi vị Hắc Thiên Ma Tôn này nên không dám chạy tới thiên giới. Đột nhiên giao chỉ thiên thuyền lại lái vào Xích Đế Ma giới, Xích Viên Ma Tôn vội thả người đi theo chiếc thiên thuyền này xuyên qua hư không tiến vào thế giới vu hoang. "Còn muốn chạy sao?" Hắc Thiên Ma Tôn bước nhanh lên phía trước, hàng rào thế giới ầm một tiếng vỡ ra, gã cũng bước đến thế giới vu hoang. Gã vừa mới đi vào vu hoang thì thấy giao chỉ thiên thuyền lại xuyên qua hư không, mở ra thông đạo tới thế giới khác. Nơi đó tràn ngập hơi thở thiên giới, mà lại rất khác với thiên giới gã vốn quen thuộc kia, nhỏ hơn rất nhiều lần. Mà Xích Quyên Ma Tôn cũng theo chiếc thuyền này đi vào nơi kỳ lạ kia. "Chạy tới mảnh vỡ của thiên giới ư? Quá coi thường Đại Hắc Thiên ta rồi. Hai người các ngươi đừng kẻ nào mơ tưởng chạy khỏi lòng bàn tay ta được." Hắc Thiên Ma Tôn giận dữ quát lên một tiếng, đang định theo Diệp Phúc và Xích Quyên Ma Tôn tiến vào nơi kỳ lạ kia thì thấy thông đạo đã đóng lại. Gã lập tức đánh xuyên qua hàng rào thế giới rồi bước vào, lại phát hiện đây không phải là thế giới vừa nhìn thấy kia, mà là đã đến Hắc Đế Ma giới. Gã liên tục xuyên qua, thế nhưng chẳng thể nào tìm được Đế Hưng Chi Địa nơi Diệp Phúc đến, tức giận đến gầm thét liên tục. Trên giao chỉ thiên thuyền, Diệp Phúc cùng Phượng Yên Nhu, Tô Kiều Kiều bàn bạc cẩn thận, chỉ thấy Đế Hưng Chi Địa không giống như bọn họ đã tưởng tượng chút nào. Mặc dù từ thế giới vô hoang đi vào Đế Hưng Chi Địa thì cực kỳ khó khăn, nhưng từ Đế Hưng Chi Địa mà nhìn ra ngoài thì có thể thu được toàn bộ lãnh thổ của thế giới vô hoang vào trong tầm mắt. Tòa Đế Hưng Chi Địa này tràn ngập những hơi thở thần bí từ xa xưa, nó phảng phất như là cơ thể mẹ của thế giới vô hoang. Đứng ở chỗ này chỉ thấy 3.000 đại lục của thế giới vô hoang, tại phiến bí cảnh trên vách trời trôi nổi hàng tỷ tinh không, tất cả treo trên mặt trời bí cảnh cực kỳ bé nhỏ. Đại lục, đại châu, thế giới vô hoang cùng với núi non, sông ngòi, người vật đi lại, thậm chí nhật nguyệt tinh thần phảng phất như biến thành những đồ vật. Trên một tờ giấy, tất cả sinh linh đều hành tẩu trên mặt giấy, nhưng không có cách nào nhảy ra khỏi mặt giấy này. Mà Diệp Húc điều khiển thiên thuyền xông vào Đế Hưng Chi Địa cũng là từ trong mặt giấy thế giới vô hoang nhảy ra để tiến vào một địa phương vô cùng thần kỳ, vô cùng huyền diệu. Cái loại cảm giác này giống như từ một thế giới thấp hơn tiến vào một thế giới cao hơn, giống như là vô hoang, vô hoàng nhìn thấy con kiến, cảm giác con kiến với mình không cùng một loại sinh mệnh, không cùng một loại hình thái. Không lẽ Đế Hưng Chi Địa là một mảnh vỡ của tam thập tam thiên giới? Khối mảnh vỡ này vỡ ra khi thiên địa đại hủy diệt, nhập vào trung thổ thần châu thế giới vô hoang. Bởi vậy, địa khí tương liên ở trên cả thế giới sao? Diệp Phúc nhìn khắp mọi nơi, chỉ cảm thấy từng trận tiên linh khí xông vào mũi, đích xác là có hơi thở thiên giới. Chả trách ta khống chế thiên thuyền, không ngừng xuyên qua hàng rào thế giới, đem 3.000 thế giới chạy đi, chạy lại, không biết bao nhiêu lần, trước sau cũng không tìm được Đế Hưng Chi Địa. Không gian Đế Hưng Chi Địa không lớn, nhưng là một không gian cực kỳ cao đẳng, là hạt nhân của thế giới vô hoang. Điều này chỉ sợ rằng các thế giới khác là không thể so sánh. Có thể đem chọn cái thế giới vô hoang treo ở ngoài mắt, Đế Hưng Chi Địa chỉ sợ so với bí cảnh Bắc Hải còn cao hơn không biết bao nhiêu lần. Diệp Húc thầm nghĩ, trong lòng vạn phần kinh ngạc. Không chỉ có như thế, nơi này tích tụ tiên linh khí cực kỳ tinh khiết, bỏ qua tiên linh khí còn có linh khí cực kỳ dày đặc, thần bí. Xem cấp bậc và phẩm giá lại còn ở trên cả tiên linh khí nữa. Ngoài những cái đó ra, Diệp Húc vừa tiến vào nơi này, trong nháy mắt cảm giác đến hơi thở của 3.000 thế giới. Đây là khí vận của đại thiên thế giới, từng đợt hội tụ tại đây. Chỉ thấy trung ương của phiến Đế Hưng Chi Địa này, từ khí trời hòa hợp, hóa thành một hồ nước màu tím.
ở trong đó hóa thành một đóa hoa sen. Trong đó hoa sen có một tòa đạo đài. Trên đạo đài chỉ thấy từng tòa hình thái thế giới thêm vào cùng một chỗ, giống như là nhị hoa sen đứng thẳng ở đó. Đó chính là khí vận 3000 thế giới không ngừng hội tụ về nơi này, thậm chí ngưng tụ thành hình thành giống như kết tinh của các thế giới. Những kết tinh này tràn ngập đủ loại dấu vết đạo lý xây dựng 3000 thế giới, thật là kỳ diệu. Ở trong này vấn đỉnh vô hoàng, thế tất có thể đạt được thành tựu khó có thể tưởng tượng được. Được đến khí vận của 3000 thế giới thêm vào, thành tựu vô hoàng trong nháy mắt có thể được 3000 thế giới công nhận, tương đương với hoàng của đại thiên thế giới. Trừ những cái đó ra, còn có một biển lửa. Lửa này không phải là lửa phàm trần, mà là tam thập tam thiên giới, tan biến khi đó dấy lên đại hỏa, đến nay vẫn còn chưa tắt. Nơi này là nơi hai vị đại đế sinh ra sao? Diệp Phúc trong lòng nao nao. Tây Hoàng Công, nay ngươi còn muốn trốn đi đâu đây? Xích Quyên Ma Tôn theo sát phía sau Diệp Phúc cũng nhảy vào nơi đây, cười ha hả, vô cùng hăng hái. Đến khi y nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi trợn mắt, há hốc mồm, thất thanh nói. Vậy là cái gì đây? Tiền linh khí, còn có thái thanh linh khí, thượng thanh linh khí sao? Ôi trời ơi, lại còn có cả ngọc thanh linh khí này. Nơi này rõ ràng có được tam thanh linh khí, chẳng lẽ nơi đây là thiên giới hay sao? Diệp Phúc đứng ở đầu thuyền, hiếu kỳ mà hỏi. Cái gì là tam thanh linh khí vậy? Xích Quyên Ma Tôn cười lại một tiếng, ngạo nghễ lên tiếng. Không có kiến thức mà, cái gì gọi là tiên linh khí ở thiên giới, chỉ là hàng thông thường. Vu Hoàng có thể mượn dùng tiên linh khí tu luyện, Thánh Hoàng hấp thu tiên linh chi khí. Nếu có chút không đủ, cấp bậc tu vi cũng không thể tăng lên được bao nhiêu. Mà tam thanh linh khí lại càng thêm cao cấp hơn. Trong đó chân quý là ngọc thanh linh khí. Nghe nói là do Thái Vi Thiên trong viễn cổ tam thập tam thiên thoát hóa hình mà hình thành linh khí. Chỉ có thần vương đế quân mới có tư cách dùng loại linh khí này mà tu luyện thôi. Những người khác nếu có được bậc này linh khí, linh mạch, chính là hoài bích rồi. Có tội chết cũng không biết phải chết như thế nào kìa. Y nhìn khắp mọi nơi, vạn phần khiếp sợ, trầm ngâm nói. Nơi đây chẳng lẽ là thiên giới, mà không đúng. Nơi đây không gian cực kỳ cao đẳng, so với cửu thiên thần giới còn muốn cao hơn một bậc kìa. Diệp Phúc cười, thất thanh nói. So với cửu thiên thần giới còn muốn cao hơn một bậc ư, làm sao có thể chứ? Ma Tôn, ngươi không nói đùa đấy chứ? Cửu thiên thần giới là một thế giới cao đẳng, được hình thành sau khi tam thập tam thiên cổ xưa bị phá hủy, phân biệt theo thứ tự là Dương Thiên, U Thiên, Mân Thiên, Thương Thiên, Hạo Thiên, Viêm Thiên, Huyền Thiên và Quân Thiên. Nơi đó chính là nơi thần vương đế quân, thậm chí là thiên đế thống trị, là chỗ cao nhất. Tiểu tử, lão tử nói ngươi không có kiến thức, tức là ngươi không có kiến thức mà. Xích Quyên Ma Tôn liên tục cười lạnh nói. Ma Tôn ta từng đi qua thiên giới, kết quả là gặp được Khắc Thiên Ma Tôn, nên phải bỏ chạy về Xích Đế Ma Giới, không dám ở lại trên trời. Chẳng qua thiên giới so sánh cùng một cái bí cảnh nho nhỏ này thôi, còn muốn hơi hơi không bằng kìa. Tấm bí cảnh này nhất định là ở bên trong tam thập tam thiên. Sau khi Ngọc Thanh thiên giới chí cao vô thượng bị vỡ ra, trong đó có một khối trung tâm của thiên giới rơi xuống đến đây, hình thành nên bí cảnh này. Thậm chí nói không chừng toàn bộ thế giới vô hoang cũng là linh khí từ bí cảnh này tràn ra hình thành nên thế giới. Trong lòng Diệp Phúc rung động, quan sát bốn phía lẩm bẩm nói. Khó trách nơi đây lại gọi là đế hưng chi địa. Nếu ta có thể ở trong này trở thành vua hoàng, nếu là ta ở trong này tu luyện hấp thu linh khí nơi này, nói không chừng có thể đột phá thánh hoàng trở thành vua tổ. Nếu là nói như vậy, lão tử sao kém tên đại hắc thiên kia được. Kiến thức và nhãn giới của Xích Quyên Ma Tôn cao hơn Diệp Phúc nhiều, ý thức được chỗ chân quý của đế hưng chi địa, tim y không khỏi đập thình thịch, cười ha hà nói. Nơi này tam thanh linh khí tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để cho lão tử tu thành vua tổ. Ông trời đối đãi không tệ, chẳng những tặng cho ta một cái bí cảnh như thế này, lại còn đưa Tây Hoàng Công là ngươi tới đây cho ta. Xích Quyên Ma Tôn nhe răng cười liên tục, vù một tiếng bay lên, một tòa đạo môn bay lên phù hiện ngay phía sau đầu của y, hướng về phía giao chỉ thiên thuyền mà tới. Tây Hoàng Công, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi lại nhảy vào. Hiện tại ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi đến cái chết thôi. Diệp Phúc không nói được một lời, lập tức khống chế giao chỉ thiên thuyền hướng vào chỗ sâu trong đế hưng chi địa, gào thét bay đi. Vù 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 vù, chiến thuyền này bay vào trong biển lửa, biến mất không thấy gì nữa. Còn muốn đi sao? Nói cho ngươi biết, ở nơi khác thì ngươi còn có thể chạy trốn, nhưng ở trong tấm bí cảnh này, ngươi tuyệt đối không thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của bản hoàng được.
Xích Quyên Ma Tôn cười ha hả, bước nhanh về phía trước, đi vào trong biển lửa. Chỉ nghe ầm một tiếng, tóc trên đầu của y bắt đầu bị thiêu cháy, quần áo cũng không chịu được thế lực của lửa, tất cả đều cháy lên. Xích Quyên Ma Tôn trong lòng cả kinh, vội vàng tiến lên Xích Đế Ma Tôn, đem hỏa thế xung quanh thân chấn áp xuống. Chẳng qua nơi này hỏa thế thật sự mãnh liệt, đã cháy sạch đạo môn ẩn ẩn phù tô của y, xuất hiện xu thế dung hóa. Đương nhiên đạo môn không phải là thật sự hòa tan, mà là trong biển lửa này độ nóng rất cao, đã đem đạo và ý trong Xích Đế Ma Tôn của y đốt tan ra, thiêu đốt tu vi của y. Lửa này rốt cuộc là lửa gì mà có thể luyện hóa tu vi của ta đấy? Phải biết rằng ta thực là thánh hoàng, có thể luyện hóa tu vi của ta, chỉ sợ ngay đến cấm bảo tại tấm biển lửa này cũng dễ dàng bị đốt thành tro bụi, đến cả thánh bảo cũng không chịu nổi loại trình độ hỏa diễm này. Xích Quyên Ma Tôn ánh mắt chớp động, nói thầm hai tiếng đáng tiếc, y thầm nghĩ: tiểu tử Tây Hoàng Công kia tu vi không bằng ta, hơn phân nữa tiến vào biển lửa này sẽ bị đốt thành tro tàn, hài cốt cũng không còn. Đáng tiếc lão tử không kịp bắt giữ tên tiểu tử này, siêu hồn tắc phách một phen. Y đang muốn rời khỏi tấm biển lửa này thì đột nhiên trong biển lửa lộ ra một góc giao chỉ thiên thuyền. Trong lòng y vô cùng mừng rỡ. Sao, tiểu tử này thế mà chưa chết ư? Trời vẫn giúp ta mà. Trong lòng của y, lòng tham bùng lên dữ dội. Y bước nhanh vào trong biển lửa, chỉ thấy cứ bước sâu thêm vào trong một bước thì nhiệt độ lại càng cao thêm một phân. Định đi sâu vào trong biển lửa, nơi đó độ nóng sẽ rất cao, ngay cả y cũng khó lòng ngăn cản. Đạo môn bị liệt hỏa đốt tan chảy, hóa thành một loại nước thép màu đen không ngừng hòa tan. Trong một khoảng thời gian ngắn, y liền bị luyện hóa mất hai thành tu vi. Nếu là bắt được Tây Hoàng Công này, lão tử nhất định sẽ cẩn thận lột ra hắn ta. Xích Quyên Ma Tôn vô cùng tức giận, lại thoáng nhìn thấy tung tích giao chỉ thiên thuyền xuyên qua trong biển lửa, trong lòng y âm thầm kinh ngạc. Ở chỗ sâu trong biển lửa, độ nóng cao như thế, ngay cả y cũng không thể chịu nổi. Thế nhưng Diệp Phúc xuyên qua biển lửa lâu như vậy mà vẫn không bị thiêu đốt thành tro tàn, thật sự là ngoài dự liệu của y. Cuối cùng y cũng đi đến trung tâm biển lửa, chỉ thấy giao chỉ thiên thuyền dừng ở ngay nơi đấy. Diệp Phúc đứng ở trên thiên thuyền, phía trên lơ lửng một tòa cự đại thần lô. Đại hỏa trong biển lửa vừa mới tới bên cạnh hắn liền bị chiếc thần lô này tự động hấp thu. Thánh bảo sao? Xích Quyên Ma Tôn giật mình, ánh mắt tham lam cháy rừng rực, cười khanh khách nói: Tây Hoàng Công, kiện thánh bảo này có thể ngăn cản đại hỏa nơi đây dĩ nhiên là không bị luyện hóa hòa tan. Ta không biết kiện thánh bảo này là bảo vật do ai chế luyện mà có thể có được uy lực to lớn như vậy. Y khí định thần nhàn, đã đem chiếc Thái Dương thần lô mà Diệp Phúc tế khởi lên nhìn kỹ như sở hữu của mình vậy. Chiếc thần lô này là Hạo Thiên Đại Đế ở Thánh Hoàng sở luyện, tên là Thái Dương thần lô. Diệp Phúc mỉm cười, không thèm để ý tới, lên tiếng nói: Hạo Thiên Đại Đế luyện chế thánh bảo sao? Ánh mắt Xích Quyên Ma Tôn tỏa sáng, cười ha hả: Ông trời quả nhiên đối đãi không tệ, rõ ràng đã ban cho ta một kiện thánh bảo thiên đế đã từng dùng qua. Diệp Húc nửa như cười nửa như không, lên tiếng trêu chọc: Ma Tôn, Thương Thiên đã chết chưa chắc đã ban cho ngươi được một kiện thánh bảo, cũng có khả năng ngài mời ngươi xuống hầu hạ ngài kìa. Xích Quyên Ma Tôn tức giận hừ lên một tiếng, bước nhanh đến phía trước, điểm như nói: Tiểu tử thối, ngươi cho rằng luyện hóa Ma Tôn ta một tôn phân thân là có thể cùng thánh hoàng tranh cao thấp rồi hay sao? Hiện tại thực lực tu vi của ngươi gặp một vị vu hoàng cũng khó giữ được tính mạng. Bản thân ta muốn nhìn xem ngươi làm sao có thể đào thoát trong tay Ma Tôn ta nào. Ma Tôn, khoan đã nào. Diệp Phúc đột nhiên nghiêm mặt nói: Ma Tôn, chắc là ngươi còn chưa biết lai lịch của phiến biển lửa này. Xích Quyên Ma Tôn nao nao, chỉ nghe thấy Diệp Phúc nói không nhanh không chậm: Vậy để ta nói cho ngươi biết, trong tấm biển lửa này đã từng sinh ra một vị thiên đế, đó chính là Hạo Thiên Đại Đế. Xích Quyên Ma Tôn trong lòng nhất thời sinh ra một loại cảm giác không ổn. Nay trong tay của ta có thánh bảo của Hạo Thiên Đại Đế, tấm biển lửa này không thể làm tổn thương ta một mảy may, mà đối với ngươi mà nói, tấm biển lửa này ắt sẽ luyện hóa ngươi thành dung nhập vào trong thần lô này. Diệp Phúc cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, nhẹ giọng nói: Nơi này sẽ là nơi táng thân của ngươi. Xích Quyên Ma Tôn sắc mặt kịch biến, đột nhiên chỉ thấy phía sau Diệp Phúc một tôn hoàng đế đi ra, nhất thời cộng minh cùng tấm biển lửa này. Dầm! Chỉ trong nháy mắt, sau khi tôn hoàng đế đi ra, hỏa thế chỉ một thoáng mấy lần tràn đầy làm cho Xích Quyên Ma Tôn nhanh chóng tan rã. Mặc dù y là tu vi thánh hoàng cũng không có cách nào chống đỡ được loại trình độ luyện hóa này. Xích Quyên Ma Tôn hồn nhiên không thể ngờ được, y nhìn không chớp mắt vào tấm biển lửa này. Đây rõ ràng là nơi Hạo Thiên Đại Đế sinh ra.
Diệp Húc lấy Thánh Hoàng phân thân của Hạo Thiên Đại Đế để thúc dục tấm biển lửa này. Chỉ một thoáng thời gian đã luyện hóa tu vi của y hơn một thành, làm cho tu vi của y đột nhiên hạ xuống. Xích Đế Ma Môn của y nhanh chóng tan rã, trong lòng kinh hãi đến tuyệt vọng, y vội vàng vươn người đứng dậy, nhanh chóng chạy nhanh ra bên ngoài biển lửa. Ma Tôn, ta ám toán ngươi bao nhiêu lần, ngươi còn nhớ không vậy? Diệp Húc cười dài một tiếng, thúc giục giao chỉ thiên thuyền, nhanh chóng bay theo y, chỉ thấy tấm biển lửa này cũng cứ tùy theo thân hình của hắn mà động, cũng cùng nhau bay theo Xích Biên Ma Tôn. Hôm nay ta lại ám toán ngươi một lần nữa. Xích Biên Ma Tôn vừa sợ vừa giận, tốc độ của giao chỉ thiên thuyền so với y không hề chậm, mà thậm chí còn nhanh hơn rất nhiều, làm cho y trước sau không thể thoát khỏi phạm vi của biển lửa. Ánh mắt Diệp Húc chớp động, điều khiển biển lửa mà đi, mượn tấm biển lửa này dùng để luyện hóa Xích Biên Ma Tôn. Đây là đột nhiên nghĩ ra mà quyết định ra kế hoạch, chứ hoàn toàn không có mưu tính từ trước. Thời viễn cổ xa xưa, khi trung tâm thiên giới Ngọc Thanh Thiên vỡ vụn, trong đó một khối rơi xuống hình thành Đế Hưng Chi Địa, diễn hóa thành thế giới vô hoang. Từ lần đó đến nay vẫn chưa có va chạm lớn bên trong Đế Hưng Chi Địa, nên tấm thiên hỏa này vẫn chưa bị tắt. Thiên hỏa hừng hực thiêu đốt không biết bao nhiêu vạn năm, trong biển lửa dưỡng dục ra Hạo Thiên Đại Đế. Loại sinh linh kỳ lạ này sinh ra từ trong lửa, sinh là thần minh, vừa ra đời liền có đại thần thông. Thiên hạ chi hỏa không thể làm thương tổn được tới hắn. Diệp Húc cầm trong tay Thái Dương Thần Lô do ông ta luyện chế, trong đó lại có Thánh Hoàng Đế Hoàng phân thân của Hạo Thiên Đại Đế. Ở trong biển lửa này có thể nói không thể thương tổn đến ngay cả lông tóc của hắn, căn bản hắn không lo thương tổn chút nào. Trong nháy mắt khi hắn tiến vào Đế Hưng Chi Địa, trong Thái Dương Thần Lô lại sinh ra một sao động, một cảm giác thân thiết không tên. Hạo Thiên Đại Đế phân thân tuy rằng bị tàn phá thần trí, nhưng trời sinh ra đối với nơi sinh ra của mình có một loại cảm ứng mãnh liệt. Khi đó Diệp Húc liền biết tấm biển lửa này chính là nơi Hạo Thiên Đại Đế sinh ra. Bởi vậy, mặc dù Diệp Húc tuy rằng phát hiện Xích Quyên Ma Tôn đi theo mình vào Đế Hưng Chi Địa, nhưng lại không sợ hãi chút nào. Hắn tiến vào trong biển lửa cũng như là cá vào trong nước, chỉ cảm thấy hơi thở của thiên hỏa cùng hòa với hơi thở của chính mình. Giờ đây hắn tế lên Thái Dương Thần Lô, thúc giục Thánh Hoàng phân thân của Hạo Thiên Đại Đế, cơ hồ như vị đại đế này sống lại cùng thiên hỏa cộng minh, nhất thời khiến cho thiên hỏa càng thêm thịnh vượng. Thiên hỏa nơi đây chỉ một tia hỏa diễm là có thể đem một cái tinh cầu đốt cháy, đơn giản tựa như đốt xuyên qua một tờ giấy vậy. Giả sử nếu lấy đại hỏa nơi này đem đến thế giới vô hoang, tất có thể làm cho hàng tỷ vạn dặm hư không trên thế giới vô hoang đều tạo thành thiên hỏa. Lúc ấy thế giới vô hoang sẽ hóa thành một liệt hỏa địa ngục. Ông trong thiên hỏa đột nhiên trở lại một trận làm cho người ta rung động sợ hãi. Khắp biển lửa đột nhiên tạm dừng, đem lại một thoáng yên tĩnh. Một cỗ âm trầm đầy tử khí từ trong biển lửa tràn ngập ra, giống như nước mực màu đen từ trung tâm biển lửa xuất hiện, hướng ra phía ngoài mà ăn mòn, tốc độ cực nhanh. Cỗ tử khí này đậm đặc đến mức tựa hồ như chỉ cần dính vào một tí thôi sẽ bị ăn mòn tất cả thọ nguyên, cốt nhục tan rã, hồn phi phách tán. Trong biển lửa ngoại trừ thiên hỏa ra còn có cái gì khác sao? Trong lòng Diệp Húc cả kinh, chỉ cảm thấy có một cái gì đó cực kỳ nguy hiểm xông lên đầu. Cái tử khí đen như mực này dẫn đến cho hắn một cảm giác mãnh liệt, làm cho hắn cảm thấy một mối nguy hiểm chí mạng. Lúc này hắn không tiếp tục đuổi giết Xích Quyên Ma Tôn nữa, mà vội vàng thúc giục giao trì thiên thuyền tăng tốc bay về phía trước, cố gắng chạy nhanh ra khỏi phạm vi bao phủ của khối tử khí này. Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu giờ phút này không chen tay vào được, vội vàng nhìn lại hướng thiên hỏa. Chỉ nghe vù một tiếng, trong thiên hỏa đột nhiên dựng thẳng lên một tòa môn hộ đen nhánh, mặt trên được che kín bởi các vết mật đạo, văn đạo. Môn hộ này đột nhiên kéo kẹt mở ra một khe hở âm u, tử khí từ trong khe hở này điên cuồng thổi ra. Giao chỉ thiên thuyền thoáng một cái đã đi qua, trong thời gian ngắn đuổi theo Xích Quyên Ma Tôn. Chỉ thấy tử khí ào đến như nước vỡ bờ, đảo qua đuôi thuyền giao chỉ thiên thuyền, chỉ thấy kiện thánh bảo này dầm một tiếng đã bị vỡ ra một miếng. Cả hai cô gái không khỏi dùng mình, tử khí mà tòa môn hộ này truyền đến, ngay cả thánh bảo cũng có thể dễ dàng ăn mòn. Nếu như lan tràn đến chính chiến thuyền giao trì, thì chỉ sợ rằng chiếc thiên thuyền này và ngay cả ba người bọn họ đều dễ dàng nát vụn. Tây Hoàng Công, ngươi lại bày trò gì vậy? Xích Quyên Ma Tôn quay đầu nhìn lại, không khỏi sợ đến mức hồn phi phách tán, cố sức tập trung tu vi còn sót lại, chạy vội khỏi cỗ tử khí này. Mặc dù y là thánh hoàng thì cũng không thể chịu đựng được. Xoẹt! Chân trái của y bị chất khí đen kịt kia đảo qua, làn da nhất thời bị hư thối, gân lớn bị đứt, cơ bắp vỡ ra từng khối, rơi xuống, lộ ra cả xương cốt trắng hếu. Răng rắc, răng rắc. Xương chân của y bị vỡ vụn, tử khí lan theo đùi lên phía trên, ăn mòn toàn thân của y.
Dịch viên Ma Tôn cũng vô cùng kiên quyết. Y quyết định thật nhanh, giơ cao tay lên một chưởng, hung hăng cắt xuống, cắt phăng ngay chân trái của mình đến tận gốc, rồi vội vàng sử dụng cả tay cả chân mà chạy như điên. Ma Tôn, ngươi cắt sai chân rồi. Diệp Phúc hảo tâm nhắc nhở y. Xích Quyên Ma Tôn nghe vậy trong lòng cả kinh, vội vàng giơ trưởng lên chuẩn bị cắt đứt đùi phải. Đột nhiên tỉnh ngộ, nổi giận mắng: Tiểu tử thối, ngươi lại còn muốn ám toán ta sao? Ma Tôn ta lần này mà không chết thì ngươi chết cũng không có chỗ chôn đâu. Hai người một trước một sau chạy ra khỏi biển lửa. Diệp Phúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kiện thánh bảo giao trì thiên thuyền này giờ đây rõ ràng đã bị tử khí ăn mòn, đuôi thuyền nát giữa, không khỏi sợ đến sởn gai ốc. Môn hộ trong biển lửa kia rốt cuộc là có vật gì trong đó vậy? Làm sao mà có thể khủng bố như vậy đây? Giao chỉ thiên thuyền của ta chính là thánh bảo, hơn nữa không phải là thánh bảo bình thường, rõ ràng đã bị tử khí này ăn mòn, nát giữa một khối lớn. Xích Quyên Ma Tôn cũng chạy ra khỏi biển lửa, kinh hồn vừa định, một chân đứng nguyên tại chỗ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đạo môn hộ kia tử khí không ngừng phun ra, giờ phút này đã tràn ngập khắp biển lửa, biến biển lửa thành một hải dương màu đen. Sau một lúc lâu, tử khí như thủy triều rút đi, biến mất trong biển lửa. Đạo môn hộ cạch một tiếng khép kín, hình thái càng ngày càng mờ nhạt, sau cùng thì biến mất hoàn toàn, không thấy gì nữa. Huyền Thiên Đại Đế, đây là Huyền Thiên Đạo Môn do Huyền Thiên Ma Công của Huyền Thiên Đại Đế hình thành. Trên mặt Xích Quyên Ma Tôn lộ ra vẻ kinh sợ, thất thanh kêu lên: Xem ra Huyền Thiên Đại Đế cũng đã tới bí cảnh này, đoán chừng là nhìn thấy trong thiên hỏa này sẽ dưỡng dục ra một cường đại sinh linh, bởi vậy lưu lại nơi này, nơi Hạo Thiên Đại Đế sinh ra một đạo ma công của mình, ý đồ đem Hạo Thiên Đại Đế gạt bỏ. Trong lòng Diệp Phúc chấn động, Huyền Thiên Đại Đế là một vị đại đế ma tộc đã từng lập đạo tràng ở Thái Khư. Thời thiếu niên, vị thiên đế này đã tới Vô Hoang, đã lưu trú ở thế giới Vô Hoang 500 năm. Phỏng chừng vị Huyền Thiên Đại Đế này vì để tập hợp đủ khí vận của 3000 thế giới cũng đã đến nơi này, nhìn thấy trong thiên hỏa sắp dưỡng dục ra một sinh linh cường đại, cho nên ý đồ gạt bỏ Hạo Thiên Đại Đế khi còn chưa xuất thế. Mặc dù là không thể hoàn toàn giết chết được y, nhưng cũng muốn ngăn cản thiên đế xuất thế, đưa thời gian xuất thế của y lùi lại vài chục vạn năm. Hai vị đại đế này bình sinh chưa từng gặp mặt nhưng đã từng một lần giao thủ. Huyền Thiên Đại Đế dự tính lưu lại tòa đạo môn này đã là uy năng tu vi đỉnh cao thánh hoàng, gạt bỏ Hạo Thiên Đại Đế, làm chậm lại thời gian Hạo Thiên Đại Đế sinh ra, giúp cho mình bớt đi một cường địch tranh đoạt đế vị. Nơi này tột cùng là địa phương nào? Thật quá biến thái. Rõ ràng là đã từng có hai vị đại đế, một vị từ đây sinh ra, còn một vị thì đã từng đến nơi này. Xích Quyên Ma Tôn phục hồi tinh thần của mình, xoay người nhìn về phía Diệp Phúc, hung ác nói: Tiểu tử, ngươi lại ám toán lão tử thêm một lần nữa, luyện hóa của lão tử 7-8 phần tu vi. Tuy nhiên, lần này lão tử ta cắt nhân thiên tướng đã chạy ra tự tìm đường sống rồi. Tuy rằng tu vi của lão tử bị hao tổn nhiều, nhưng giao chỉ thiên thuyền của ngươi cũng đã bị thương nặng, tốc độ giảm nhiều. Bản thân ta muốn xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa nào. Chân trái của y bị chính y chém đứt, giờ đây lại tự mọc dài ra. Tuy rằng y chỉ còn lại 3 thành tu vi, nhưng thánh hoàng thì vẫn là thánh hoàng, không phải Diệp Phúc có khả năng địch nổi. Xích Đế Ma Môn. Xích Quyên Ma Tôn quát to một tiếng, phía sau đột nhiên hiện lên một tòa ma môn đánh thẳng về phía Diệp Phúc. Từ ngày gặp Diệp Phúc, y liền ướt đức đến không chịu nổi. Đầu tiên là ở trong Hoa Tư Thiên Quốc bị Diệp Phúc làm nhục trước mặt mọi người, lấy Phương Trượng Thiên Sơn chấn áp thánh hoàng phân thân, lại khi ở nơi Vô Cực bị hai người Diệp Phúc cùng Tây Vương Mẫu ám toán chân thân, cơ hồ là thân tử đạo tiêu. Y thật vất vả chạy đi tìm đường sống trong chỗ chết. Thánh hoàng phân thân của y cũng bị Diệp Phúc chà đạp hàng trăm hàng nghìn lần, cuối cùng bị Diệp Phúc luyện hóa thành cặn bã. Thậm chí ngay cả trí nhớ của y cũng bị Diệp Phúc siêu hồn tắc phách đọc đến mấy lần. Việc hôm nay cũng chỉ là một chuỗi sự kiện làm cho y phẫn nộ, chẳng qua cũng chỉ là giận càng thêm giận mà thôi. Rõ ràng là Diệp Phúc tự động chạy đến Xích Đế Ma Giới dụ dỗ y ra tay, dẫn đến cái địa phương kỳ quái Đế Hưng chi địa này, suýt nữa đem y luyện chết trong thiên hỏa. Không chỉ có như thế, tiểu tử này lại còn làm ra ma môn mà Huyền Thiên Đại Đế lưu lại, suýt nữa làm cho y chết ở dưới uy năng của ma môn này. Xích Đế Ma Môn vừa xuất ra, trên hư không Đế Hưng chi địa nhất thời bị các đạo văn như máu che kín, gột rửa mọi nơi, giống như một tấm lưới lớn chụp xuống phía dưới giao chỉ thiên thuyền. Tòa ma môn này tuy rằng không khủng bố bằng Huyền Thiên Đạo Môn, nhưng uy lực cũng rất mạnh. Xích Quyên Ma Tôn cũng từng dùng tòa Xích Đế Ma Môn này mà luyện chết đến hơn 10 vị vô hoàng. Giờ phút này, tuy rằng tu vi của y đã bị tổn hại lớn và uy lực ma môn cũng bị giảm nhiều, nhưng trong lúc ra tay cũng vẫn là thánh hoàng chi uy. Ma Tôn, giữa chúng ta cũng không có cái đại thù gì, đến không chết không thôi, cần gì phải đánh đến ngươi chết ta sống như vậy? Diệp Phúc khống chế thiên thuyền, nhanh chóng lui về phía sau, cười vang nói:
Xích Viên Ma Tôn sắc mặt vô cùng thâm trầm, nén giận mà cười. Đối với ngươi không phải là có đại thủ không chết không thôi, nhưng đối với lão tử mà nói thì chính là đại thủ không chết không thôi. Đạo văn của Xích Đế Ma Môn chen chúc mà đến, trong đó có một đạo văn trà vào gia trì thiên thuyền, làm cho chiến thuyền này nhất thời rung động kịch liệt, giống như lọt vào một kích toàn lực của Vu Hoàng, cơ hồ bị ném bay ra ngoài. Diệp Phúc dùng mình, Xích Viên Ma Tôn cho dù tu vi đã hao tổn nhiều, nhưng thực lực vẫn mạnh mẽ đến đáng sợ, thậm chí so với Đằng Hầu, Giám Thiên Sứ, thế giới Vu Hoàng khi trạng thái toàn thịnh còn muốn khủng bố hơn mấy chục lần. Nếu là ta triệu hồi hư ảnh Di La Thiên Địa Tháp, không biết có thể đánh chết đi. Diệp Phúc một mặt điều khiển thiên thuyền chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của Xích Đế Ma Môn, một mặt suy tư nói: "Hây, chỉ sợ không được rồi. Nếu là Di La Thiên Địa Tháp chấn không chết đi thì người chết sẽ là ta." Vù. Bọn họ một trước một sau cấp tốc bay qua, chỉ thấy bên trong Đế Hưng Chi Địa đột nhiên xuất hiện một tấm bia đá. Tấm bia đá này cực cao, giao chỉ thiên thuyền đến trước mặt tấm bia đá này giống như là một chiếc lá cây nhẹ nhàng thổi qua. Hiền Viên Chứng Đạo Vu Hoàng Vu Thứ, Đắc Tam Thiên Khí Vận, Điện Thánh Hoàng Vu Tổ Chi Cơ. Tô Kiều Kiều mềm mại thoáng nhìn, chỉ thấy trên tấm bia đá lưu lại vài chữ to không thể tưởng tượng. Nàng nhẹ giọng đọc ra: "Không đành lòng bị phá hủy, lưu lại đợi hậu nhân." Xích Quyên Ma Tôn cũng nhìn thấy tấm bia đá này, trong lòng lại một lần nữa chấn động. Rõ ràng là lại có một vị đại đế lúc tuổi trẻ đã qua đây. Cái địa phương này rốt cuộc là phải gọi là như thế nào đây? Hiên Viên Thiên Đế lưu lại tấm bia đá đã cực kỳ cao lớn. Khi vị thiên đế này lưu lại tấm bia đá thì mới chỉ là tu vi Vu Hoàng, nhưng cho dù có là Thánh Hoàng đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của ngài. Trí tuệ vị nhân tộc thiên đế này thật làm cho người ta khâm phục mà. Phượng Yên Nhu không khỏi lộ ra sắc mặt ngưỡng mộ kính phục. Để lại đợi hậu nhân sao? Diệp Phúc cười lại một tiếng: "Hiền Viên Thiên Đế rộng lượng như vậy sao? Nếu y quả thật rộng lượng như vậy thì đã không để cho Vũ Hoàng luyện chế cửu đỉnh che giấu đi Đế Hưng Chi Địa. Y lưu lại tấm bia đá này đơn giản vì khi đó y chỉ là Vũ Hoàng, không có năng lực phá hủy nơi đây, lại không cam lòng lưu lại cho hậu thế. Vì thế y lưu lại bia văn này là muốn cho những người đến đây cảm kích y, nhớ ký ân huệ, ân đức của y mà thôi." Phượng Yên Nhu và Tô Kiều Kiều trong lòng run sợ. Diệp Phúc nói như vậy đơn giản là đại bất kính đối với vị đại đế nhân tộc được muôn đời kính ngưỡng này. Ngay cả Xích Viên Ma Tôn nghe thấy như thế cũng thấy hắn thật sự là đại nghịch bất đạo. Tuy nhiên sau khi Hiên Viên Thiên Đế trở thành thiên đế liền phá hủy năng lực nơi đây, nhưng y không có xuống tay mà lệnh cho Vũ Hoàng luyện chế cửu đỉnh che giấu đi thế giới Vu Hoàng này, dẫu sao cũng cho người lưu lại một đường, điểm này coi như y không làm sai. Diệp Phúc cười nói: "Dù sao thì cũng không tuyệt tình, nhưng nếu y muốn những kẻ đến sau như ta cảm kích y thì không có khả năng này đâu." Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu liếc nhau, đối với loại sự tình nhân tộc thiên đế phi nghĩa này hắn cũng không tán thành, dẫu sao thì đối với vị thiên đế kia các nàng cũng không tìm được lý do để phản bác. "Đắc Tam Thiên Số Mệnh, Điện Thánh Hoàng Vu Tổ Chi Cơ, những lời này có nghĩa là gì đây?" Xích Quyên Ma Tôn tâm tư kịch liệt chuyển động, đến nay chính là Thánh Hoàng, hơn nữa liên tục bị Diệp Phúc cùng Tây Vương Mẫu ám toán hai lần, tu vi suy sụp kịch liệt, có thể bảo đảm được tu vi Thánh Hoàng không rơi xuống đến tu vi Vu Hoàng đã xem như không tồi. Trên tấm bia đá này lại nói đến 3.000 số mệnh là có thể đặt cơ sở xác định Vu Tổ, không thể không làm cho y mơ tưởng. Chẳng lẽ ý tứ những lời này của Hiên Viên Thiên Đế là hấp thu những loại linh khí ở nơi này là có thể thành tựu Vu Tổ? Y thầm nghĩ trong lòng. Diệp Phúc cũng đang suy tư, đột nhiên trong lòng chấn động, nhìn lại hồ sen hình thành từ hồng mông tử khí, chỉ thấy ở nơi đó số mệnh 3.000 thế giới sớm đã ngưng tụ hóa thành một đám hình thái thế giới, đan vào từng cái thế giới là những đạo văn đạo lý độc đáo. Nơi này số mệnh hưng thịnh hình thành thực chất. 3.000 số mệnh đó là chỉ Đế Hưng Chi Địa ngưng tụ mà đến. 3.000 số mệnh thế giới được đến số mệnh này là có thể lĩnh ngộ được Thánh Hoàng cảnh giới, thậm chí Vu Tổ cảnh giới sao? Không phải thế sao? Đối với Diệp Phúc lần này cũng không 10 phần tin tưởng. Vu Hoàng, Thánh Hoàng, Vu Tổ, từng cái đại cảnh giới ở trong đó đều có được cách biệt một trời một vực. Thánh Hoàng thì có thể dễ dàng gạt bỏ Vu Hoàng, mà Vu Tổ thì có thể dễ dàng gạt bỏ Thánh Hoàng. Hơn nữa trong các đại cảnh giới đó cũng có những bất đồng thật lớn. Vu Hoàng chính là tu thành đầy đủ cấm pháp, mà Thánh Hoàng là đem cấm pháp lĩnh ngộ đến cảnh giới đạo, hóa thành đạo văn, đạo vết, ngưng tụ đạo môn. Vu Tổ là cảnh giới thứ nhất trong Tam Thần Vương cảnh, so với Thánh Hoàng cảnh giới cao có thể mở ra đạo môn, theo đạo môn chung nhảy thoát đi ra ngoài, chân chính làm được lấy vu nhập đạo. Bởi vậy,
Hiên Viên Thiên Đế mới nói được đến 3.000 số mệnh là có thể đạt được cơ sở trụ cột Thánh Hoàng, Vu Tổ. Diệp Phúc cũng không tin. Hai người, một cái đuổi, một cái trốn, nhanh chóng bay qua tấm bia đá này. Ánh mắt Diệp Phúc chấp động, đột nhiên ngưng tụ pháp lực hóa thành một quả đại thủ mạnh mẽ chộp vào tấm bia đá, nhấc bổng lên tấm bia đá to lớn này, hung hăng ném về phía Xích Viên Ma Tôn. Đối với Hiên Viên Thiên Đế, trong lòng hắn cũng không mấy tôn kính, mặc dù là phá hủy tấm bia đá mà Thiên Đế lưu lại cho hậu nhân để nhớ ký ân huệ của mình, hắn cũng không tiếc. Trên không, Xích Đế Ma Môn chấn động, vô số đạo văn tung bay hướng chỗ tấm bia đá này trà đi, đập nát tấm bia đá ngay trên đương trường. Tây Hoàng Công, thực lực của ngươi quá kém, nếu cùng ta so sánh quả thực cách biệt một trời một vực. Xích Đế Ma Thú. Xích Viên Ma Tôn tâm niệm vi động, chỉ thấy trong ma môn vô số đạo văn đột nhiên hóa thành một con ếch màng. Năm ngón tay lược lược xòe ra, ở giữa có màng thịt mỏng nối liền lại, che kín những hoa văn kỳ dị. Từng đạo hoa văn giống như núi non, sông ngòi không ngừng chảy trồm. Con ếch màng này chỉ có một chút dừng lại, rồi chậm rãi chộp tới Giao Chỉ Thiên Thuyền. Trong truyền thuyết, Thánh Hoàng thủ trích tinh thần, một tay Thánh Hoàng vươn ra là có thể đem từng ngôi sao trên trời cao hái xuống. Đây cũng không hẳn là truyền thuyết, pháp lực Thánh Hoàng xác thực có thể làm được điều này. Hạo Thiên Đại Đế khi ở Thánh Hoàng khí, thậm chí đã từng đem một viên mặt trời luyện hóa nhất vào bên trong Thái Dương Thần Lô. Bàn tay to của con ếch màng, Xích Đế Ma Tôn vươn ra bắt lấy có thể vặn vẹo thời không, nắm ở trong tay hàng tỷ vạn dặm không gian. Thậm chí ngay cả một ngôi sao cũng bị pháp lực của trưởng này bóp thành một viên nho nhỏ. Tuy nhiên, Đế Hưng Chi Địa chính là tâm của Ngọc Thanh Thiên Giới, không gian vô cùng kiên cố. Cho dù có là Thánh Hoàng cũng không thể nào vặn vẹo không gian nơi này, thậm chí cũng không thể làm hỏng hư không được. Tuy rằng chiêu thức ấy của y không tồn tại uy năng hái sao, thế nhưng vẫn là cực kỳ khủng bố. Đó chính là những đạo văn, đạo vết hình thành bàn tay, một tay nắm tới thì ngay cả cấm bảo cũng bị nắm vỡ. Cái tay lớn này chộp tới Giao Chỉ Thiên Thuyền ở phía xa xa, trong nháy mắt cơ hồ đem thiên thuyền nhấc bổng lên không, gắn chiếc thiên thuyền này vào dưới lòng bàn tay. Xích Quyên, tu vi của ngươi hiện nay hao tổn nhiều rồi, ta không phải là không có sức liều mạng với ngươi. Thân hình Diệp Phúc chấn động, đánh ra một quyền. Một quyền này của hắn không có sử dụng vô pháp gì, chỉ là một quyền vô cùng đơn giản, chậm rãi làm cho người ta trở lại một loại nguyên trạng, thiên biến vạn hóa, quy về một đường cảm giác. Thành tựu tu vi của ta so với Vu Hoàng không yếu hơn chút nào cả. Ánh mắt Diệp Húc nghiêm nghị, pháp lực toàn thân rót vào bên trong nắm tay, hơi thở của hắn phát ra chẳng còn phân biệt đâu là địch, đâu là ta nữa. Thậm chí hai người Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu, tất cả đều lọt vào trong hơi thở của hắn chấn áp. Thân hình phát ra không chịu nổi áp lực, tiếng vang trở nên vô cùng nhỏ. Đây chính là Vu Hoàng chi uy. Diệp Húc tuy chưa thành tựu Vu Hoàng, mới là cảnh giới Nhân Hoàng trung kỳ, nhưng mà trên tu vi thì đã cùng ngang với cảnh giới Vu Hoàng, không phân chia trên dưới. Lần này đám người Ứng Tông Đạo, Tinh Đế đi thiên giới đã qua gần 3 năm, tuy rằng tu vi và cảnh giới của Diệp Phúc không có xuất hiện tăng trưởng, nhưng tu vi và thực lực so với Vu Hoàng bình thường cũng không kém cỏi. Dầm một tiếng, Xích Đế Ma Thủ gặp phải một quyền này của hắn, làm cho vô số đạo văn bay tán loạn. Thế nhưng cái ma thủ này chỉ dừng lại một lát, chỉ thấy các đạo văn quét xuống giống như thác nước, chỉ một thoáng cả làn da và máu thịt của Diệp Phúc đã bị trà đi, trên bàn tay lộ ra xương cốt trắng hếu. Diệp Phúc hừ lạnh một tiếng, khóe miệng tràn đầy máu, chỉ cảm thấy có một cỗ sức lực vô cùng mạnh mẽ tràn đến, thân thể của hắn cơ hồ như bị cỗ sức lực này xé nát phân giải. Những đạo văn đó dọc theo cánh tay nhanh chóng lan tràn ra toàn thân của hắn. Trong lòng Diệp Phúc cả kinh, chỉ thấy những đạo văn này tràn ngập so với cấm văn, cấm pháp, lực lượng còn muốn khủng bố hơn nhiều, không ngừng làm tan rã thân thể của hắn, tan rã tu vi của hắn. Giao Chỉ Thiên Thuyền nổ ầm vang một tiếng, được một kích này của Xích Quyên Ma Tôn gia tốc, nhanh chóng thoát khỏi phạm vi bao phủ của Xích Đế Ma Thủ, chạy nhanh về phía trước. Tây Hoàng Công, đạo văn của ta cũng không phải là dễ khu trừ như vậy, người chịu trả chết đi thôi. Xích Quyên Ma Tôn cười ha hả, từng bước dài đuổi giết. Diệp Phúc khẽ nhíu mày, chỉ thấy một bộ phận đạo văn của Xích Đế Ma Thủ đã thừa dịp hắn cùng Xích Quyên Ma Tôn giao thủ, xâm nhập vào cơ thể của hắn, và trong nháy mắt đã không ngừng phá hoại cơ thể của hắn, phá hư tu vi của hắn, thậm chí xâm nhập vào trong tử phủ của hắn, hóa thành hình thái Xích Đế Ma Môn mà tàn sát bừa bãi trong tử phủ của hắn. Cảnh giới chênh lệch quá xa, ta chưa thành Vu Hoàng không thể tăng được tu vi lên 100.000 lần, chỉ sợ căn bản không phải đối thủ của tên nhãi Xích Quyên Ma Tôn này. Tuy nhiên, nếu như công đức Kim Luân hãy còn, ta mượn dùng Chư Thiên Thần Vương công đức ấn thì ta có thể sẽ không bị thương. Diệp Phúc thở dài, thu thập tu vi, quát to lên một tiếng, từ mi tâm đột nhiên ngọc lầu bay vào tử phủ,
trước hết chấn áp những đạo văn ma tôn ở trong tử phủ, lập tức tiến lên Thái Dương thần lô, rồi vươn người đứng dậy đi vào trong lô. Trong thần lô liệt hỏa hừng hực, không ngừng thiêu đốt rèn luyện thân thể của hắn, luyện hóa hết tất cả các đạo văn, đạo vết của Xích Đế Ma Tôn. Ồ, Tây Hoàng Công, không nghĩ rằng ngươi cũng có thủ đoạn có thể khu trừ đạo văn của ta. Tuy nhiên, ngươi có thể tiếp được ta một kích, nhưng ngươi liệu có thể tiếp được của ta hai kích, ba kích nữa hay không đây? Xích Nguyên Ma Tôn nhe răng cười, Xích Đế Ma Môn lại một lần nữa chấn động, rồi lại một lần nữa bàn tay to của con ếch màng vươn ra. Diệp Phúc bất chấp tất cả, những đạo văn còn chưa luyện hóa, vừa vàng theo Thái Dương thần lô mà phóng lên cao, lại đón đỡ Xích Đế Ma Thủ. Oạ một tiếng, dưới sức lực oanh kích, hắn phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân lảo đảo, nhiều đạo văn trong ma thủ quét xuống, chuyển đến phía trên thân của hắn, không ngừng phá hư thân thể của hắn, ma diệt tu vi của hắn, làm cho thương thế của hắn càng thêm nghiêm trọng. Tiểu tử ngươi, rõ ràng có thể tiếp được ma tôn ta hai kích, quả thực không sai. Nếu để cho ngươi tiếp tục trưởng thành, ngươi có thể sẽ là Hạo Thiên thứ hai, hoặc là Huyền Thiên thứ hai. Tuy nhiên, ngươi không có cơ hội đó nữa đâu. Xích Nguyên Ma Tôn lại một kích nữa đánh xuống, nhe răng cười nói: "Ngươi đã từng thế qua đủ kiểu chết, lão tử muốn cho ngươi nhất nhất thừa nhận, mà không chỉ ngươi, lão tử còn muốn tiểu nữ nhân của ngươi cũng nhất nhất thừa nhận kìa." Trên mặt Diệp Húc không một chút thay đổi, lại tiếp cố y một kích, thân thể của hắn bắt đầu tan vỡ, tu vi tan rã, thân thể phân giải, nguy cơ chỉ còn là trong một sớm một chiều. "Xích Quyên, ta đã tiếp của ngươi ba kích, ngươi cũng tiếp của ta một kích đi." Đột nhiên phía sau hắn một cái đại thủ bay lên, nắm tay đánh thẳng vào Xích Nguyên Ma Tôn. Xích Nguyên Ma Tôn cười nhẹ, không thôi, đối với một quyền này của Diệp Phúc, y căn bản lơ đễnh. Ma môn chấn động, vô số đạo văn, đạo vết nhô ra tràn ngập, y cười khẩy nói: "Tiểu tử, người rõ ràng không cam tâm bị đánh, lại còn muốn đánh Thánh Hoàng, chẳng lẽ người không biết chữ chết viết như thế nào hay sao? Căn bản ta không cần động thủ, ma môn của ta chỉ khẽ rung lên thôi là có thể chấn vỡ ngươi rồi." Một quyền của Diệp Phúc đánh tới gần, nắm tay đột nhiên mở ra, chỉ thấy xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn một viên tinh cầu hiện đầy vết rách, gào thét mà đánh thẳng vào Xích Đế Ma Tôn. Dầm! Bên trong viên tinh cầu này, một đạo ánh sáng mờ bốc lên, vừa mới đánh vào phía trên một đạo văn thì nhất thời nổ mạnh, lực va chạm thế giới thổi quét hết thảy. Đế Hưng Chi Địa nhất thời giống như bị một trận gió lốc vô cùng mãnh liệt gào thét chạy trồm, cuốn đến tất cả bốn phương. Đạo môn Xích Nguyên Ma Tôn ra một tiếng dập nát, vô cùng vô tận gió lốc chỉ một thoáng bao phủ lấy. Đột nhiên lại có một tiếng vang lớn truyền đến, chỉ thấy thân thể cao lớn của Xích Nguyên Ma Tôn kia bị gió lốc cuốn lên cao, nổ rách tung tóe, bật ngã về phía sau. "Xích Nguyên, sau hai ba thành tu vi của ngươi cũng đã bị ta phá hủy rồi. Bản thân ta muốn nhìn xem ngươi có thể tiếp được mấy kích của hai vị phu nhân của ta đấy." Diệp Phúc mặt như tờ giấy vàng, vội vàng đứng dậy bay vào bên trong Thái Dương thần lô. Lại có một tòa Di La Thiên Địa Tháp bay ra chấn trụ thân thể của hắn, miễn cho thân thể của hắn không bị phân giải. Điềm nhiên nói: "Yên Nhu, nàng tới khống chế thiên thuyền truy kích Xích Nguyên. Kiều Kiều, nàng tới giết đi, phải chắc chắn đem thằng nhãi này làm thịt đi." "Vâng, vâng." Hai cô gái cùng kêu lên đồng ý. Phượng Yên Nhu lập tức tập hợp tu vi, tế lên giao chỉ thiên thuyền, nhanh chóng lao về phía Xích Nguyên Ma Tôn. Còn Tô Kiều Kiều thì trên đỉnh đầu hiện ra 28 viên Thương Nguyệt Thần Châu, giống như 28 vầng trăng sáng. Chỉ thấy tất cả thần quy tử trong Minh Nguyệt bay ra, lưng đeo Minh Nguyệt gào thét mà đánh xuống Xích Nguyên Ma Tôn. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 167 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 168.